Kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc dùng mọi thủ đoạn để nắm lấy quyền lực ở Liên Hợp Quốc và ngay cả Việt Nam. Thực trạng của Tổ chức Y tế Thế giới, thân Bắc Kinh mà đại dịch cúm Vũ Hán đã chứng tỏ chỉ là một ví dụ mới nhất cho thấy ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc. Có đến 4 trên 15 cơ quan của Liên Hợp Quốc hiện do người Trung Quốc đứng đầu. Đó là FAO, UNIDO, ITU, CEAL và rất nhiều tổ chức khác nữa. Và Bắc Kinh đang chi trả ra trên 200 triệu euro để giành được chiếc ghế ở FAO, tức là tổ chức nông lương thực của Liên Hợp Quốc. Đại dịch do cúm Vũ Hán xuất phát từ đây, chính Trung Quốc đã gây ra. Đây là chủ đề bao trùm của các tuần báo tại Pháp. Hàng trăm triệu người đã thất nghiệp trên thế giới, kinh tế thì ngưng động, nhiều lĩnh vực bị suy sụp. Đại dịch cúm Vũ Hán đã làm tăng thêm bất bình đẳng và gây nên phẫn nộ cho những người bị trắng tay. Và ngoài ra, đại dịch này đã làm chết hơn 100.000 người và hơn 1 triệu người đang nhiễm bệnh và số lượng đó tăng lên hàng ngày. Và sau hơn 3 tuần phong tỏa, người Pháp đã tự hỏi đến bao giờ cơn ác mộng của đại dịch cúm Vũ Hán mới kết thúc. Sau đại dịch, mọi thứ sẽ không còn như xưa nữa, đương nhiên là như vậy. Nhưng với cùng một nguyên thủ của khủng hoảng buộc nước Pháp phải thay đổi về giá trị cũng như phương pháp hành động tới đây. Và các bạn sẽ chứng kiến những phản ứng của Mỹ, của các nước đối với Trung Quốc trong thời gian vừa qua và đặc biệt thời gian tới sẽ càng có nhiều diễn biến mới. Và cúm Vũ Hán đang tung hoành khắp nơi, đánh bạt mọi diễn đàn thời sự quốc tế và những thông tin khác dường như đều bị đè bẹp trước thông tin từ đại dịch cúm Vũ Hán. Đây là hình ảnh một rạp chiếu phim trong mùa đại dịch với tiền sảnh vắng lặng trên đại lộ Danh Vọng ở Hollywood, California với khẩu hiệu Hollywood hãy mạnh mẽ lên, chúng ta sẽ chiến thắng, hẹn gặp lại các bạn. Tại Ý thì sao? Quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tờ báo El Express đã nói như sau, những người hùng ở bệnh viện Pemango. Và từ nhiều tuần qua vẫn là tâm bão đang xảy ra ở Ý. Nằm cách Milan 60 km, tỉnh Bergamo đến cuối tháng 3 đã có đến gần 9.000 người dương tính và trên 2.000 trường hợp đã tử vong. Và với 900 giường bệnh, trong đó có 80 giường chăm sóc đặc biệt, bãi đáp trực thăng 24 trên 24 giờ và 4.000 m2 dành cho cấp cứu. Bệnh viện công hiện đại khai trương vào năm 2012 tưởng chừng sẽ đứng vững trước mọi cú sốc. Tuy nhiên, bỗng chốc có hàng trăm bệnh nhân nhập viện, tất cả đều bị khó thở chỉ trong vòng một tháng. Từ Cero đã đến 6.000 ca và bệnh viện phải cho các bệnh nhân khác chuyển viện để dành riêng cho bệnh viêm phổi Vũ Hán được chữa trị ở bệnh viện này. Và họ đã đào tạo khẩn cấp kỹ thuật sử dụng máy trợ thở cho nhân viên y tế chăm sóc các bệnh nhân nặng đang nằm ở đây. Vì như các bạn đã biết, cái bệnh viêm phổi Vũ Hán này rất nguy hiểm, khi tấn công phổi thì nó sẽ làm người ta không tự thở được. Và nếu không có máy trợ thở thì sẽ chết. Ở Nigeria, người dân sợ rằng sẽ chết đói trước khi bị dịch viêm phổi Vũ Hán giết chết. Ở Liban thì cho biết Libya và các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra bất chấp lệnh giới nghiêm. Tại Mexico, những người bán hàng rong, giúp việc nhà, người làm công Nhật vẫn cố làm việc bằng mọi giá, tức là rất nguy hiểm về tính mạng nhưng họ vẫn phải làm. Và tại Iraq, Syria, Liban và dịch cúm Vũ Hán từ Iran lan đến thì chính quyền không dám công bố con số nạn nhân thực sự vì sợ người dân sẽ nổi dậy chống lại Tehran. Và đây là bất ổn xã hội rất nghiêm trọng do đại dịch từ Trung Quốc tràn đến các nước này. Cây bút Patrick Besson trên tờ Le Point đã đặt câu hỏi, những ngôi sao vẫn chiếm trang nhất của các báo trước đây đâu cả rồi? Các tập đoàn tội phạm Mexico, thảm kịch Syria luôn được nhắc đến hàng ngày từ nhiều năm qua. Những chiến binh Kurdistan, khủng hoảng Venezuela rồi, những đợt bắn hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên chẳng hạn. Tất cả đều đồng loạt biến mất trên truyền thông, nhường chỗ cho con virus siêu nhỏ từ Vũ Hán hiện ra trên các trang báo và các hệ thống truyền thông trên khắp thế giới này. Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới được nhận diện trong câu nói như sau. Thế giới phải biết ơn Trung Quốc. Ông đã nói như vậy. Đây là hình ảnh Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, được ghi nhận vào ngày 28 tháng 1 năm 2020. Về mặt địa lý, chính trị, đại dịch cúm Vũ Hán hiện nay chứng tỏ hiệu quả của việc Bắc Kinh sắp đặt những con cờ của mình trên trường quốc tế. Tờ Le Point của Pháp đã nhận phân tích như sau, Trung Quốc đã nắm lấy quyền lực ở Liên Hợp Quốc như thế nào? Vào ngày 29 tháng 1 năm 2020, và lúc thế giới bắt đầu nhận ra tầm cỡ của đại dịch
với mức độ thảm sát kinh khủng của virus từ Vũ Hán, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros đã tuyên bố như sau: Trung Quốc xứng đáng được chúng ta biết ơn và trân trọng. Thì phải nói đây là những câu nói mà bây giờ chúng ta đã thấm thía rằng cái điều mà nguy hiểm nhất và gây ra cái chết chóc nhất từ Trung Quốc, và bây giờ bản thân Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới lại nói rằng là Trung Quốc xứng đáng được chúng ta biết ơn và trân trọng, thì là một cái điều rất đặc biệt của ông này. Và chuyên gia Francois Coleman, cố vấn châu Á của Viện Montaigne ở Pháp đã nhận xét như sau: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới thường xuyên binh vực Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng này, chưa bao giờ có một lời nào chỉ trích Bắc Kinh. Ông ta không bao giờ đặt câu hỏi về các con số mà Trung Quốc đưa ra, và một số tuyên bố của ông rõ ràng không thể chấp nhận được. Và đương nhiên, trong bản tin trước chúng tôi cũng đã thông báo với các bạn rằng nước Mỹ đã phát hiện chính ông Tedros, giám đốc tổ chức này, lại là một cựu đảng viên Đảng Cộng sản. Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục lặp lại các lời lẽ của Bắc Kinh rằng không có bằng chứng nào cho thấy viêm phổi Vũ Hán lây từ người sang người, và mãi đến ngày 11 tháng 3 mới chịu tuyên bố đại dịch. Một nhà ngoại giao phương Tây thông thạo hồ sơ cho biết rõ ràng Trung Quốc đã gây áp lực do sẽ bất lợi cho mình, trong khi rất nhiều chuyên gia và tổ chức đã cảnh báo và báo động về thực tế khác hẳn những gì mà nhà cầm quyền tại Bắc Kinh công bố. Vấn đề là một số nước, trong đó có Pháp, dựa vào các thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới nên đã chậm trễ trong việc đối phó với đại dịch này. Và đương nhiên, những cái khẩu trang và thiết bị y tế cũng không được chuẩn bị kịp thời. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 7 tháng 4 dọa sẽ ngừng đóng góp cho Tổ chức Y tế Thế giới vì theo ông, Tổ chức Y tế Thế giới đã bất lực và để xảy ra đại dịch cúm Vũ Hán và quá ủng hộ Trung Quốc. Ông nói, chúng ta, tức là Hoa Kỳ, chi trả phần lớn cho ngân sách của họ, tức là Tổ chức Y tế Thế giới. Vậy mà họ chỉ trích tôi đã ra lệnh đóng cửa biên giới. Họ đã nhầm, họ sai lầm về nhiều thứ. Có rất nhiều thông tin mà họ đã không muốn công bố sớm hơn và họ có vẻ rất thiên vị Trung Quốc. Nhưng chúng ta sẽ theo dõi chặt chẽ hơn Tổ chức Y tế Thế giới vì họ đã thực sự sai lầm. Họ đã không cảnh báo. Lẽ ra họ đã phải làm điều đó sớm hơn một tháng. Thì đây là lời nói rất thẳng thắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ông Tedros đã chần chừ và bênh vực Bắc Kinh như thế nào. Ngoài ra Bắc Kinh dùng mọi thủ đoạn để nắm lấy quyền lực tại tổ chức rất quan trọng của thế giới, đó là Liên Hợp Quốc. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Nông nghiệp Trung Quốc Khuất Đông Ngọc trở thành Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực Quốc tế Liên Hợp Quốc FAO với nhiệm kỳ 4 năm và phát biểu tại hội nghị vào ngày 22 tháng 6 năm 2019. Và thực trạng Tổ chức Y tế Thế giới thân Bắc Kinh chỉ là một ví dụ mới nhất cho ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc. Có đến 4 trên 15 cơ quan Liên Hợp Quốc do người Trung Quốc đứng đầu. Đó là Tổ chức Lương nông quốc tế FA, tức là FAO, và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc UNIDO, Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế CEAL. Và một nhà ngoại giao Pháp đã cảnh báo như sau: Trung Quốc đang nắm lấy quyền lực tại Liên Hợp Quốc. Xu hướng này ngày càng mạnh hơn khi Hoa Kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang muốn rút lui. Và cựu đại diện Pháp tại Liên Hợp Quốc, ông Michel Duclos đã nhận xét như sau: Vào đầu những năm 2000, Trung Quốc chừng mực hơn. Và tại Hội đồng Bảo an, họ đứng phía sau Nga và chỉ lên tiếng khi nào lợi ích trực tiếp như Tây Tạng, Đài Loan bị đe dọa. Nhưng dần dần, Bắc Kinh nhận ra rằng nên đầu tư vào những chức vụ chủ chốt ở Liên Hợp Quốc. Đây là điều mà Trung Quốc đã tính toán rất kỹ và họ đã thay đổi chiến thuật và thực hiện cái chiến lược này khá thành công trong thời gian vừa qua. Và biểu tượng rõ nhất là thắng lợi gây ngạc nhiên của ứng cử viên Khuất Đông Ngọc của Trung Quốc cho chức Tổng Giám đốc của Tổ chức FAO vào tháng 6 năm 2019 đã được ghi nhận. Thứ trưởng Nông nghiệp Trung Quốc đã vượt qua ứng cử viên người Pháp Catherine của châu Âu và David được Hoa Kỳ ủng hộ. Đại sứ Pháp tại Trung Quốc lúc đó tố cáo như sau: Tất cả mọi người đều biết nhờ đâu người của Trung Quốc được bầu, mặc dù thua kém ứng viên Pháp về mọi mặt. Đây là thông tin và tiết lộ khá thành thật mà tại Việt Nam dường như không có nhiều người biết điều này. Vì Trung Quốc đã không những gây ảnh hưởng của Việt Nam, họ gây ảnh hưởng cả thế giới và bây giờ họ tìm mọi cách để thao túng cả cơ quan Liên Hợp Quốc. Và 4 tháng trước đó, Bắc Kinh đã không ngần ngại xóa món nợ 78 triệu đô la cho Cameroon để ứng viên Mehdi của nước này rút lui. Richard Wundt thuộc International Group cho biết thêm như sau: Bắc Kinh gây áp lực trực tiếp với các nước châu Phi vốn ở thế yếu.
tổng cộng Trung Quốc đã chi ra trên 200 triệu euro để giành cho được chiếc ghế của tổ chức rất quan trọng này, là tổ chức FAO, là Lương thực Quốc tế của Liên Hợp Quốc. Và trước đó, vào năm 2015, Bắc Kinh cấp 2 tỷ đô la trong 10 năm cho Quỹ vì Hòa bình và Phát triển. Động thái vừa giúp cho đánh bóng hình ảnh của Trung Quốc, vừa gây ảnh hưởng lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hướng về các lợi ích của Bắc Kinh. Chủ nghĩa đa phương phiên bản Trung Quốc chỉ nhằm với mục đích là thống trị. Và trên thực tế, đó là song phương được nhân lên nhiều lần. Theo ông Jess, cựu đại diện của Pháp tại Liên Hợp Quốc vào cuối những năm 2000 đã nói như vậy. Và âm mưu của Bắc Kinh như sau, sẽ vô hiệu hóa các tổ chức quốc tế. Đây là điều rất quan trọng. Vì qua những tổ chức này có thể gây sức ép đối với Trung Quốc về nhiều vấn đề, nhưng khi Trung Quốc đã nắm những đầu những tổ chức này, thì đương nhiên những cái nghị quyết và những cái cuộc họp sẽ không được đưa ra để bàn thảo về những vấn đề mà Trung Quốc không mong muốn. Đây là hình ảnh một người biểu tình với chân dung của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Carrie Lam và Tổng Thư ký của chính quyền Hồng Kông, Chen. Hồi tháng 7 năm 2019, đã có nhiều cuộc biểu tình với hàng triệu người tham gia Hồng Kông chống lại sự độc tài tàn bạo của Bắc Kinh, đe dọa sự tự do của xứ sở này. Đối với Bắc Kinh, Liên Hợp Quốc chỉ là phương tiện. Trung Quốc cũng không ngần ngại đưa ra những sáng kiến cạnh tranh như nhóm BRICS, tức là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, và ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, hoặc là con đường tua lội mới chẳng hạn. Những dự án quốc tế mà Bắc Kinh là trung tâm nhằm vô hiệu hóa Liên Hợp Quốc một cách có phương pháp và có hệ thống. Các cán bộ Trung Quốc đã áp dụng tại các ủy ban trực thuộc trong bất kỳ văn bản nào để đưa vào các quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các từ ngữ của Tập Cận Bình như đôi bên cùng có lợi chẳng hạn, hoặc là cộng đồng nhân loại cùng chung vận mệnh cũng là ngôn ngữ của Tập Cận Bình, xuất hiện nhan nhản trong nghị quyết về Afghanistan, về giải trừ vũ khí trên không gian hay phát triển kinh tế xã hội ở châu Phi chẳng hạn. Và điều này ông Tập Cận Bình khi gặp gỡ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng thường nhắc như vậy. Không chỉ lạm dụng quyền phủ quyết, Bắc Kinh còn lập ra những liên minh nhằm ngăn chặn những nghị quyết của mình không ưa. Để phản đối việc mở rộng Hội đồng Bảo an có thể có lợi cho đối thủ như Nhật Bản, Trung Quốc thẳng thừng đe dọa Jamaica do đại diện nước này phụ trách việc chuẩn bị cải cách. Richard Wurman cho biết, người của Trung Quốc đến thẳng Kingston, tức là thủ đô của Jamaica, và dọa sẽ trừng phạt kinh tế nếu không rút lui. Một lĩnh vực được Bắc Kinh đặc biệt chú ý là nhân quyền. Họ muốn vào Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc để đảm bảo vô hiệu hóa các cơ quan này. Từ khi Hoa Kỳ rút ra vào năm 2018, Bắc Kinh tha hồ làm mưa làm gió, đứng đầu một khối các nước độc tài bao gồm Cuba, Iran, Venezuela, Syria và cả Việt Nam. Nếu không đủ số phiếu để ngăn chặn một văn bản, họ dùng thủ đoạn để ngăn các nhà ly khai phát biểu chẳng hạn. Thì đây là cái điều mà Trung Quốc vẫn thường áp dụng, không phải chỉ ở Liên Hợp Quốc mà ngay tại trong nước. Những cái người mà có quan điểm đối lập với Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng bị họ áp đặt. Và tại Hà Nội cũng tương tự như vậy, với trường hợp như của nhà báo tự độc lập Phạm Chí Dũng, ông cũng đã bị bắt giam khi phát biểu và viết những bài báo. Quay lại với tổ chức WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, nếu tổ chức này chịu nghe lời cảnh báo từ 3 tuần trước đó về Đài Loan, về nguy cơ của cúm Vũ Hán lây từ người sang người, thì đại dịch đã có thể ngăn chặn được ngay từ đầu. Nay Trung Quốc đã dùng mọi cách để chối bỏ trách nhiệm, gắp lửa bỏ tay người. Tức là khi đó Đài Loan đã cảnh báo rồi, nhưng mà cuối cùng thì với lý do nào đó, ông giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã không tiếp nhận thông tin này và bệnh dịch lan tràn. Nhà văn đặt giải Nobel Văn chương vào năm 2010 nhận định đại dịch sẽ không gây hậu quả lớn nếu không xuất phát từ Trung Quốc. Thì điều này khá đúng, vì Trung Quốc luôn giấu giếm mọi thông tin và đến khi nó bùng phát dữ dội rồi thì thế giới đã bị bất ngờ. Đây là hình ảnh nhà văn được giải Nobel Văn chương 2010. Giải Nobel Văn chương người Peru, ông Mario, đã viết trên người được giải này, đã viết trên trang báo tiếng Tây Ban Nha El País, nhấn mạnh rằng con virus cúm Vũ Hán xuất phát từ Trung Quốc. Ngay sau đó, tất cả các tác phẩm của ông đều biến mất trên các trang web thương mại ở Hoa Lục, không còn vết tích gì cả. Tức là ông chỉ trích như vậy. Và cuối cùng là Trung Quốc cho xóa tất cả những thông tin đó đi. Và trả lời phỏng vấn của tờ báo Le Point, nhà văn đã nhận định như sau: virus cúm Vũ Hán làm hài lòng tất cả những kẻ thù của tự do. Theo nhà văn, đại dịch này là cái cớ lý tưởng để các nhà nước độc tài hạn chế quyền tự do của người dân. Trung Quốc
phải chịu trách nhiệm vì đã đàn áp các bác sĩ cảnh báo làm chậm trễ nhiều tuần đã khiến nạn dịch hoành hành gây thảm họa cho toàn thế giới. Thật phi lý nếu coi Trung Quốc là hình mẫu vì chỉ là một chế độ độc tài có mở cửa về kinh tế mà thôi. Và hiện nay Trung Quốc cũng đang đối diện với những đất nước đang chuẩn bị kiện Trung Quốc vì lý do này có thể lên tới 6.500 tỷ đô la. Còn trên tờ Le Press Mario thì cho rằng sự mọi rợ của nguyên thủy luôn sẵn sàng tái sinh dưới lớp áo của con người hiện đại. Tuy vậy, hậu quả từ đại dịch sẽ bất nặng nề hơn nếu không xuất phát từ Trung Quốc, cũng như thảm họa Chernobyl. Đến nay, vẫn không thể nào biết được những gì đã thực sự diễn ra vào ngày 26 tháng 4 năm 1986 tại Ukraine thuộc Liên Xô cũ, vì ngay cả những tài liệu trình lên cấp cao cũng giả tạo. Trong một đất nước tự do với nền báo chí đa dạng sẽ không bao giờ có sự mù mờ này và mọi cái đều được đưa ra trước công chúng. Nhà văn thấy rằng một trong những mặt tích cực của virus cúm Vũ Hán là đã khiến người dân các nước dân chủ nhận ra giá trị của nhân quyền. Các quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận được hưởng thụ lâu nay là rất quan trọng. Bên cạnh đó, các bác sĩ Cuba khi đi cứu trợ nhân đạo trong đại dịch cúm Vũ Hán đã trở thành hình ảnh nô lệ thời hiện đại ra sao? Đây là hình ảnh các bác sĩ Cuba cầm ảnh cố chủ tịch Fidel Castro trước khi lên đường đến Ý. Hãng tin Reuters vào ngày 22 tháng 3 đã đưa tin Cuba đã cử 52 bác sĩ, y tá đến Ý nhằm đối phó với đại dịch cúm Vũ Hán theo đề nghị giúp đỡ từ vùng Lombardy. Và từ châu Mỹ Latin, các nhân viên y tế Cuba đến hỗ trợ các nước đang quá tải vì dịch cúm Vũ Hán. Nhưng theo tờ Le Press, hậu trường của sự kiện này chẳng có gì đáng ca ngợi cả. Vì thực tế, phía sau đó là những mảng tối của những nước độc tài. Từ ngày 22 tháng 3, Cuba đã gửi 37 bác sĩ và 15 y tá đến làm việc tại vùng Lombardia của Ý. Và gần đây, Paris cũng đã chấp nhận để các bác sĩ Cuba tăng cường cho 4 đảo thuộc lãnh thổ và hải ngoại của Pháp. Đây là một thắng lợi ngoại giao của La Habana, Cuba. Tuy nhiên, theo đơn kiện của Bristol, có trụ sở tại Madrid, thế nhưng khi vừa đến nước ngoài thì trưởng phái đoàn thu lại hộ chiếu của các bác sĩ, lương của họ bị chính phủ giữ lại 90%. Họ không được mang theo gia đình, không được mang theo bằng cấp bác sĩ trong ngành hành lý và những ai đào ngũ có thể lãnh án từ 3 đến 8 năm tù. Thì đây là hình thức rất dã man khi thu lại cả thu nhập 90% của họ, thì họ đã đi làm những cái việc rất nguy hiểm như thế này. Một kiểu hành xử điển hình kiểu cộng sản không khác gì Bắc Hàn, Trung Quốc hay Việt Nam. Những di tích quái dị còn sót lại của thế giới này vẫn được tiếp tục nhà nước độc tài tại Cuba áp dụng cho những bác sĩ của mình, và điều này cần phải chấm dứt. Và vì sao Mỹ thiệt hại nặng nhưng ông Tổng thống Mỹ Donald Trump lại được thêm tín nhiệm? Đây là câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một buổi làm việc về đại dịch cúm Vũ Hán tại Nhà Trắng, Washington vào ngày 5 tháng 4 năm 2020. Nhìn sang nước Mỹ, Lopes đã ghi nhận một nghịch lý, tỷ lệ tín nhiệm của Donald Trump vẫn lên cao, tuy lâu nay Tổng thống không coi nạn dịch cúm Vũ Hán là nghiêm trọng và làm ngơ trước những cảnh báo của các chuyên gia và nhiều nơi. 7 ngày trước khi ông Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên thệ nhậm chức vào tháng Giêng năm 2017, ekip Nhà Trắng của Obama đã có báo cáo về kịch bản ác mộng của một đại dịch đến năm 2019, kịch bản Crime Container. Dự báo nếu đại dịch xảy ra, từ 54.000 cho đến nửa triệu người Mỹ có thể thiệt mạng và khiến nền kinh tế bị thiệt hại từ 413 cho đến 3.790 tỷ đô la. Tuy nhiên, đội ngũ của Nhà Trắng đã bị thay đổi thường xuyên và người chịu trách nhiệm về nguy cơ dịch tễ đã rời bỏ công việc trong chính quyền Trump, và bản thân ông Trump cũng không quan tâm đến những báo cáo loại này. Đến ngày 31 tháng 1 năm 2020, khi quyết định đóng cửa biên giới với những người từ Trung Quốc đến nhưng không phải là công dân Mỹ thì đã quá muộn rồi. Và trước đó một tháng, 300.000 người từ Trung Quốc đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ, và số lượng người này đã trà trộn và công du khắp Hoa Kỳ và đã lây bệnh rất nhiều cho những người khác tại Mỹ. Và hậu quả là tai hại này đã rõ, nhưng vì sao tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không sụt giảm mà còn tăng lên tới 4 điểm? Đây là câu hỏi đang được đặt ra khá thú vị. Và theo giáo sư Dan Wood, đối với Tổng thống không giống ai này, một bộ phận cử tri yêu mến ông, một bộ phận khác ghét cay ghét đắng và ai cũng khư khư ý kiến. Chỉ có một số rất nhỏ người trung dung, và như vậy không nên chờ đợi những thay đổi lớn trong các cuộc thăm dò.
ông nói như vậy. Còn tại Việt Nam thì sao? Nơi đáng tiếc vẫn đang nằm dưới sự cai trị, độc tài của Đảng Cộng sản, mà người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trung Quốc đã rất khôn khéo và không loại trừ đã mua chuộc thành công được nhiều cán bộ cấp cao của Trung ương Đảng nằm tại Ba Đình, làm gián điệp hoặc tiếp tay, cố tình hoặc vô tình cho Bắc Kinh. Bản thân ông Nguyễn Phú Trọng đã ký rất nhiều những hiệp định hợp tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và điều nguy hiểm nhất là trong đó có các điều khoản trao đổi cán bộ cấp cao của Việt Nam bằng cách đưa từ Việt Nam sang Trung Quốc để tập huấn ở Bắc Kinh với những ưu đãi rất đặc biệt khi trong quá trình học ở đây. Và đây cũng chính là nguồn nhân sự mà Trung Quốc có thể tiếp cận được và gây ảnh hưởng hoặc mua chuộc trong quá trình đó để tiếp tục chuẩn bị cho lực lượng kế cận của họ ở những vị trí then chốt sẽ được đề cử tại những khóa đại hội đảng tiếp theo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chúng ta không được quên nội dung tiết lộ của tướng Trương Giang Long trước đó, khi ông sau khi tiết lộ thì ông đã bị đẩy về hưu sớm và ông đã nói rằng Trung Quốc luôn tìm mọi cách thôn tính Việt Nam. Các bạn vừa xem bản tin của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 4 năm 2020 với nội dung Trung Quốc dùng mọi thủ đoạn để nắm lấy quyền lực ở Liên Hợp Quốc và ngay cả Việt Nam. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.